hôm nay đã rơi vào tay của bổn tôn. Nạp mạng đi. Chạy. Tôi thở hết nổi rồi. Các người không phải là yêu quái à? Không phải, tất nhiên không phải rồi. Huynh muội chúng tôi là thợ săn sống ở trong thung lũng. Cho dù các người là thợ săn, nhưng hắn cũng không phải. Hắn là độc long thần. Hả? Vị Lan Gia, thế nào? Có tìm được không? Hả? Lẽ ra dùng đại pháp lực tóm gọn họ, nhưng lại bị độc long yêu thần sử dụng quỷ kế chạy thoát. Thật là tức chết đi rồi. Chạy thoát à? Ừ. Thật không ngờ nguyên lực của tên giặc đó lại lớn mạnh như vậy, ngang nhiên có thể ảo hóa ngay trước mặt bổn tôn chạy thoát. Yêu quái trần gian có được phép thuật như hắn quả là hiếm có. Vì ta đánh giá hắn quá thấp. Có thể chạy thoát từ trong tay của ngài, có thể nói đây là chuyện chưa từng xảy ra. Địa tiên yêu quái có được nguyên lực như vậy ta chỉ từng gặp một người, Tỳ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đúng vậy, lúc Tôn Đại Thánh chào đời, sức mạnh và nguyên lực không gì sánh bằng được. Sau đó vi phạm tội ác tày trời, người giao giường đào hái đào được trộm kim đơn của lão quân ăn hết cùng một lúc, từ đó luyện thành bổn nguyên nhất khí bất hoại kim thân. Nói đến nguyên lực của người, nếu so với ta thì ngang tài ngang sức, chỉ thua ta về đẳng cấp thôi. Còn yêu quái dưới trần gian này có nguyên lực được như vậy chỉ có một mình tên đó. Tấm xét giao khoa quá là như thế, tôi không dám chạy mưa, cứ y như ai làm đổ luôn nước trên thiên đình xuống vậy. Đẹp, cơn mưa này tôi quá hình hành không mang ý tốt, không phải gì tốt, e rằng sẽ dẫn đến tai họa ập xuống đó. Ồ, tai họa, tai họa gì? Bé hả? Bé hả? Bé hả, gặp sự cố rồi. Chúng thanh đây là nội thị chi thần, gặp chuyện không thể giữ được bình tĩnh, thậm chí là lối ông thầm để chẳng ra hệ thống gì. Không phải như thần cố ý phô trương, là nếu ông thầm đi quả là chuyện lạ ngàn năm hiếm thấy. Bá tánh trong thành không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Con còn lớn đang nằm ngổn ngang ngay giữa đường, không còn động đậy, cứ như là đã chết vậy. Trông thật sao? Dạ đúng.
một con rồng thật nằm ngay giữa đường. Dạ đúng vậy. Hiện nay trong thành đang náo động lên. Bệ hạ, bây giờ ngài hãy mau đi chém đi. Bệ hạ, tầm xa mãi càng mà sẽ gặp lục lội, đây chính là tai nạn lớn rồi. Tầm mau dẫn đường, tầm phải chứng kiến tận mắt chuyện đại nam hiếp tới. Dạ mời bệ hạ. Bệ hạ, đi xem. Quả nhiên là đồng xa phải cạn. Quả nhiên là đồng xa phải cạn rồi bệ hạ. Con rồng từ đâu đến vậy? Sao bị dây ở trong tay con phủ? Theo truyền thuyết lúc gia hoài tục hạ ngang, thể xác của thần long đã bị mắc cạn trên sông vì nước cạn không đủ che, do đó đã để lộ lên mặt sông mỗi khi gặp tình huống này sẽ tự mưa tầm tã mãi cho đến khi nước lên lên che khuất con rồng. Ý thần nói cơn mưa lớn này sẽ không ngừng mưa phải cho tới khi nước ngập qua con. Đúng vậy. Nhưng thể xác con rồng cao hơn dãy núi, mưa nước ngập qua đó không khác gì toàn thành ngập trong nước lũ đâu. Nếu như cơn mưa lớn này cứ kéo dài chỉ trong vài ngày, công khai không thành sẽ chìm ngập thành sông. Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Ngọc Liên, có chuyện gì vậy? Tôi đã gặp yêu quái. À, sao hả? Con gặp yêu quái sao? Mũi ban ngày ban mặt ở trên đường cái phong cảnh này làm sao có yêu quái được chứ? Thật đó, là yêu quái thật đó. Trời ơi, mũi à, có phải vì mưa lớn cho nên khiến mũi quá mắt không? Làm gì có con yêu quái nào bạo gan như vậy? Ban ngày ban mặt mà dám bò lên đường. Đúng vậy. Mũi không gặp các huynh đâu. Thể xác của hắn có màu xám đen, thân hình cao như là dãy núi, đã làm tắc nghẽn toàn bộ các lối đi ở trung thành. Tôi ra tay rờ vào nó mềm lắm, y như là con rắn khổng lồ vậy. Rắn to hả? Đúng vậy đó. Vậy mùi còn hình như mùi còn thấy con mắt của nó chớp chớp nữa kìa. Ngọc Liên, cô dám khẳng định hay sao? Sao hả? Kể cả là tôi nói tôi cũng không tin nữa. Không phải là tôi không tin cô, mà là tôi cảm thấy nó quá bất ngờ mà thôi. Chào thầy. A Di Đà Phật, bởi vì cái chủ trong mình có yêu quái đó. Có yêu quái thật hả? Sao hả? Tôi quên nghe thấy chưa? Hồi nãy muội nói mà không tin. Trong thành xuất hiện một con nhiệt lâm cao như dãy núi, nằm ngổn ngang giữa đường. Hiện nay trong thành náo loạn, bá tánh chớp nhau bỏ trốn. Ngọc Liên nói đúng, đúng là có yêu quái. Đồng xa bãi cạn, đây là điềm báo xui xẻo. Vâng. Thầy nói vậy ý là sao? Đồng xa bãi cạn là gì chứ? Đồng xa bãi cạn ta sẽ dẫn tới mưa lớn không có nước tạnh, trong thành ngập thành sông. Con rồng đó từ đâu đến? Tại sao lại nằm ngổn ngang dưới đường dưới xá như vậy? Chuyện đó tôi không rõ. Hiện nay trong thành đã có vài chỗ ngập nước, thậm chí đang ngang lưng. Ta ở trên đường cao, nhưng nước của mưa kéo dài thêm vài canh giờ, cái đàn cũng sẽ bị ngập chìm mất thôi. Sao hả? Chỗ này cũng bị ngập chìm sao? Đúng vậy. Nước lũ không ngừng dâng cao, cho nên đó là chuyện sớm muộn. Phương Trượng đại sư kêu ba vị hãy chuẩn bị sẵn. Một khi ngập nước, lập tức đi theo sư sãi trong tự chạy lên vùng cao hơn để đánh lũ cho an toàn. Được, làm phiền thầy quá. Không có gì. Làm phiền rồi.